đi vô bài học ngay các bạn. Đây các bạn, cho bài học của mình có ba lan. Thứ nhất là cái khu lành cơ trơn của tử cung. Thứ hai là bài carcinom gai và bài carcinom đáy. Bài carcinom gai và đáy là một ung thư của da. Đầu tiên đi vào cái khu lành cơ trơn của tử cung. Thì mục tiêu của bài này thì thứ nhất có hai mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên khi các bạn quan sát cái điểm thứ 4 hoặc thứ 10 thì bạn sẽ thấy được cái mục tiêu là các tế bào xếp thành bò cụm tròn xé lóc. Đây là hai mục tiêu ở điểm 4 hoặc 10. Khi bạn lên điểm thứ 40 thì các bạn sẽ thấy được hình dạng của cái tế bào u là các tế bào có dạng hình thoi, nhân của nó có hình bầu dục sáng màu, màu tơ của nó bắt màu axit là màu hồng nhạt. Và đây là một cái hình ảnh đại thể của một cái u lành phân tử cung ở nguyên cái khối này là một khối u. Ở bên đây các bạn thấy có đường rạch ở đây thì đây chính là âm đạo. Các bạn thử so sánh kích thước của u ở phần to. Những khối u này ở người nữ nó sẽ thường thay đổi theo nội tiết tố của người nữ. Khi nội tiết tố tăng hoặc là trong cái giai đoạn mà có thai á thì cái kích thước của u này sẽ tăng lên một độ chắc hơn. Cho nên khi mà nội tiết tố của người nữ giảm trong những cái giai đoạn như là mãn kinh hoặc là sau khi sanh thì cái kích thước khối u này sẽ tự động nó nhỏ lại dần dần đi và nó có thể biến mất luôn, không còn thấy được nữa. Thì khi đi vào hình ảnh viên thể của nó thì các bạn thấy đây là hình ảnh nhìn ở điểm 4 thì các bạn sẽ thấy một đám bên đây nó đồng tương đối là đồng nhất. Thì nguyên cái đám này người ta đó là các tám tế bào cơ trơn mà nó bị u, đây là một cục khối u. Thì bên trong của nó là các tế bào cơ trơn như thằng bò cũng còn sẽ lóc và thường nằm ở trong đây. Nhưng mà hình này thì rất là khó thấy, mặt nó mờ quá. Còn ở phần nhỏ bên đây bạn thấy đây cũng là các hơi sợi cơ, nhưng mà đây là cơ trơn bình thường. Nó do bị cái khối u này nó chèn ép, nó tạo nên một cái vỏ bao giả. Bản chất của nó là các cơ trơn bình thường ép, đó là cấu trúc vỏ bao giả. Còn phần số 3 ở đây thì đó là các cơ trơn bình thường, cấu trúc cơ trơn bình thường. Cái trên lăng thì mình thấy rõ là màu sắc nó rất là khác. Rồi khi lên điểm số 10 thì hình ảnh của nó quan sát bạn sẽ thấy như thế này. Các bạn thấy giống như là ở cái đường này, bạn thấy nó có xu hướng chạy một chiều. Đây, cái đường này nó có xu hướng chạy một chiều thì đây là một bó cơ nó bị cắt xiên. Đây là một chiều chạy xuống. Ở đây bạn thấy nó cũng có một sợi ở đây. Qua bên đây, ở cái bó chạy, cơ nó chạy xuống. Và ở chỗ này bạn thấy, đây chạy cái hướng này, tức là cái chỗ này là bộ tròn xanh lóc là đang ngủ này. Từ đây chính là tiêu của dịch thứ 10. Mình nhìn trên cái cấu trúc chạy của các cơ cơ thôi, mình không thấy được tế bào. Đi lên dịch thứ 40 thì các bạn đã thấy được rõ hình dạng của các tế bào u. Thì các tế bào u thì nhìn vào bạn thấy các tế bào nhân sáng hình bầu dục, nhân tế bào nhân sáng hình bầu dục các bạn. Còn tế bào là hình thoi, thưa axit, bắt màu axit. Giờ như các bạn thấy cái con mà một tế bào có hình chúng ta chỉ vô thì ở chỗ này đó là một nhân bầu dục sáng màu. Còn bên ngoài của nó bạn thấy nó có một cái đường, thấy cái đường không? Đó thì cái đường này chính là cái tế bào chất của cái tế bào này. Bạn thấy ở gần nhân thì nó phình ra, nhưng mà càng xa nhân thì nó càng tóp lại. Thì ở hai đầu thì có hai cái nhân này, thì cái hình này người ta gọi là hình thoi. Đây một cấu trúc nó hoàn chỉnh. Thì cái dạng của cái hàng u lành cơ trơn tử cung á, khi lên hình vẽ hình á thì các bạn vẽ nó như là u tế bào xung quanh gì đó, thì nó cũng có lát cắt ngang, lát cắt dọc và lát cắt xiên, mà chỉ khác ở một chỗ là cái thằng u lành cơ trơn tử cung là nhân của nó bầu dục sáng màu,
trong khi đó cái hạt thu tế bào quan thì nhân của nó bắt đầu tiến đậm và có cái chút hàng rào. Đó là đặc điểm phân biệt hai loại u này. Và tiếp theo của mình là bài carcinoma tế bào đáy. Thì carcinoma tế bào đáy này nó xuất phát từ lớp đáy của vi mô lát tầng sừng thái âm giang. Lớp đáy như bạn, carcinoma tế bào đáy xuất phát từ lớp đáy của vi mô lát tầng sừng thái. Thì mục tiêu các bạn thì thấy được tế bào ung thư, tế bào đáy ung thư. Rồi đám tế bào đáy xâm lấn mô dưới da và bỏ những tác sản như bạn. Thì những cái tác sản này thấy ra cho các bạn nhầm lẫn cũng như không ra được cái này. Đám tế bào đáy xâm lấn mô dưới da, bỏ những tác sản. Rồi cuối cùng là chất cắt tốn melanin. Thì như các bạn thấy, đây là một cái cấu trúc biểu mô lát tầng sừng mãn. Thì bình thường ở bên dưới của cái lớp biểu mô lát tầng sừng mãn này lúc nào cũng là một lớp mô đệm có màu trắng như thế này luôn. Nhưng mà đột nhiên bây giờ bạn thấy ở trong cái lớp mô đệm này nó xuất hiện những đám tế bào có nhân bắt màu tím đậm, nó nằm ở bên trong cái mô đệm. Thì những đám tế bào này đó chính là các đám tế bào đáy xâm lấn, tức là các tế bào đáy từ cái lớp đáy dưới này nó bị carcinoma hóa, nó nhân lên, nó tăng về số lượng càng ngày là càng đi xuống đây. Tức là càng ngày số lượng nó tăng lên ấy, càng nhiều thì nó bị càng bị đẩy xuống chứ nó không có đẩy lên. Các bạn tương tự vậy. Còn khi nấu về, khi mà mình đưa dẫn tinh vào cái những cái đám cấu trúc trong đệm này, mình lên dẫn tinh 10 hoặc 40 thì các bạn sẽ thấy cấu trúc như thế này. Thì thường những đám này nó có một đặc điểm của tế bào đáy, đó chính là thứ nhất là nhân của nó có màu tím sậm. Cái thứ hai là cái cấu trúc ở phía bên ngoài rìa của cái đám này thì đa số lúc nào nó cũng có dạng hàng rào, đó là đặc điểm của tế bào đáy. Hình này thì các bạn thấy không rõ như trên lam, các bạn cứ đưa vô dẫn tinh của một người và chụp cái đám này thì sẽ thấy được cái cấu trúc hàng rào của nó rất là nhỏ, không là gì. Và đây chính là chất cắt tốn melanin. Thường các chất cắt tốn melanin nó sẽ tập trung gần ở cái xung quanh của cái đám tế bào đáy ung thư, hoặc là ở chính giữa đám tế bào đáy ung thư nó sẽ có cái chất cắt tốn melanin nằm đó. Đây các bạn có chút nhà hàng rào như thế này nè, mình thấy không, đây một tế bào, đây một tế bào nó sẽ nguyên một cái dải ở bên ngoài là hàng rào. Xong rồi vô trong này thì các tế bào nó bắt đầu nó sắp xuất lộn xộn lên. Thì đặc biệt của tế bào đáy là nó như vậy. Thứ nhất của mình là carcinoma tế bào gai. Nó cũng là một loại ung thư xuất phát từ biểu mô lát tầng sừng thái âm giang. Nhưng mà nó xuất hiện ở lớp gai của biểu mô đó. Mục tiêu của bạn là thứ nhất, các bạn thấy được cái đám tế bào gai ung thư xâm nhập mô đệm. Và cái thứ hai là cấu trúc cầu sừng và cầu lưng bào. Thứ ba là các phân bào bất thường. Thì cái carcinoma gai này nó cũng giống như carcinoma đáy, là ở bình thường thì mô đệm nó chỉ là một cái mảng trắng như thế này, nhưng mà bây giờ nó xuất hiện các đám tế bào ung thư nằm ở phía dưới mô đệm thì người ta kêu đó là các đám tế bào ung thư xâm lấn mô đệm. Còn nhiệm vụ của mình là phải phân biệt được là đám này là đám gai hay là đám đáy. Thì đặc điểm của cái thằng carcinoma tế bào đáy, của carcinoma tế bào gai thì nhân của nó có dạng sáng màu hơn thằng đáy. Thứ nhất, cái thứ hai là cái thằng carcinoma tế bào đáy của tế bào gai nó không có dạng hàng rào ở bề ngoài. Đó chính là hai đặc điểm cho bạn phân biệt carcinoma tế bào đáy và carcinoma tế bào gai là dựa vào cấu trúc tế bào. Còn cấu trúc cầu sừng, các bạn thấy đây chính là một cấu trúc cầu sừng. Đi trên lam của mình các bạn thấy cấu trúc cầu sừng nó có dạng giống như là một cái tủ hành tây mà các bạn xắt ngang qua thì các lát xếp của các lớp của cái tủ hành tây như thế nào thì cái cầu sừng của bạn sẽ có hình ảnh y chang như vậy.
hội tại công thức cho các bạn có nhận là sẽ rõ hơn. Còn cái phân bào bình thường thì một cái phân bào bình thường là một tế bào sẽ cho ra hai tế bào, nhưng phân bào bất thường thì một tế bào này nó sẽ cho ra hai tế bào, nhưng mà hai tế bào đó cái số lượng nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào nó sẽ không giống nhau, hoặc là từ một tế bào gai nó tạo ra ba tế bào gai thì đó chính là cái phân bào bất thường. Thì mình nhận biết một cái phân bào bất thường bằng cách mình nhìn vào trong cái đám cấu trúc nhiễm sắc thể bên trong của nhân mỗi tế bào gai. Như cái tế bào này bạn thấy đây là cái đám nhiễm sắc thể nó đang phân chia về hàng chục tế bào, nhưng mà một đám phải thấy có kích thước nhỏ nhưng mà đám còn lại có kích thước lớn. Thì khi sau khi phân bào hoàn thành thì nó sẽ tạo ra các tế bào với số lượng nhiễm sắc thể hai bên khác nhau, thì đó chính là hiện tượng phân bào bất thường. Hai mục tiêu hôm nay, mục tiêu quan trọng nhất hôm nay là mục tiêu hai đó.